Thưa quý vị, Bộ Y tế ngày 7 tháng 6 công bố tỉnh Tiền Giang có thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân 8932, nam 22 tuổi, quê tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Du học sinh từ Pháp về sau thời gian cách ly tập trung 21 ngày theo quy định, được về theo dõi tại nhà ở Tiền Giang. 7 ngày sau được xét nghiệm kết quả dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Long Định, Tiền Giang. Ngày 8 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có thông báo về trường hợp này. Theo đó, anh từ Pháp về Việt Nam ngày 7 tháng 5, được cách ly 21 ngày sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 28 tháng 5, anh được chuyển về theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Sau 7 ngày, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo lấy mẫu xét nghiệm, gửi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Kết quả nghi ngờ dương tính sau 2 lần xét nghiệm nên đã gửi Viện Pasteur TP.HCM để kiểm tra vào ngày 6 tháng 6. Sáng ngày 7 tháng 6, Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện sức khỏe bệnh nhân bình thường, không ghi nhận sốt, ho, khó thở. Những ca tiếp xúc gần với bệnh nhân là F1, chủ yếu là trong gia đình, gồm 4 người đã được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y cũng truy vết được 37 F2, những người này được yêu cầu cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.